Hi everyone, so mến chào các bạn. Cao Ly đang ở nhà hàng Ngọc Yến. Thì ở đây là cô chủ, cô Tính và cô Yến đã cho Better Future for Kids Foundation dùng nơi trang trí này rất là đẹp. Đây là những khung cảnh ở miền Tây. Tết năm nay thì chúng ta không về được quê hương của chúng ta, nhưng mà chúng ta có quê hương của chúng ta ngay ở nhà hàng Ngọc Yến. Cho nên Kelly sẽ chia sẻ với các bạn những cái khung cảnh rất là đẹp. Trong tuần này thì nhà hàng Ngọc Yến có cho Better Future for Kids dùng những cái khung cảnh này để có photoshoot ngày thứ 3, ngày thứ 5, ngày thứ 6 để các quý vị có thể có những hình ảnh thân thương với gia đình của mình, với khung cảnh của Tết, để chúng ta lưu lại những cái hình ảnh đẹp của Tết năm 2022. Thì Kelly xin quay cho các bạn xem cái khung cảnh ở đây nha. Thì ở đây chúng ta có những trang trí rất là đẹp, rất là mộc mạc của miền Tây. Và khung cảnh các bạn sẽ thấy đây rằng là có xích lô nè, có bếp nấu bánh tét, bánh chưng, và đồng thời có cây mai. Hiện giờ thì Kelly đang test run cái photoshoot này. Thì hiện giờ chúng ta có hoàng thượng và hoàng hậu mặc những trang phục rất là đẹp. Thì năm nay chúng ta có cái chủ đề rằng là trang phục thời nhà Nguyễn, Việt phục. Cho nên vì thế sẽ có những áo ngũ thân, những áo dài từ thời nhà Nguyễn rất là đặc biệt, để cho các bạn có thể chụp hình với gia đình mình trong kỷ niệm Tết năm nay. Thì đây là chị Yến, cô chủ của nhà hàng Ngọc Yến. Xin chào chị Yến. Chào em, chào khán giả. Dạ. Bữa nay chị mặc một cái trang phục rất là đẹp. Thì trước tiên rằng cảm ơn chị và chị Tính đã cho phép tụi em dùng cái trang trí ở nhà hàng Ngọc Yến để mà chụp hình gây quỹ. Thì xin hỏi rằng là nhà hàng này chị trang trí rất là đẹp, thì xin hỏi chị là làm sao và vì sao chị lại trang trí như vậy? Thật sự thì gia đình chị là ở miền quê Hậu Giang và rất là yêu của mến cái nét đẹp của dân tộc Việt Nam mình. Và tụi chị cũng qua đây cũng rất là lâu chưa có về thăm Việt Nam, thì những cái hình ảnh, những cái coi như là những cái nét đẹp của Việt Nam mình á, thì lúc nào cũng nằm trong cái tâm hồn của tụi chị. Thì tụi chị quyết định sẽ làm một cái gì đó rất là đẹp, mà coi như là mình đem hết những cái hình ảnh ở Việt Nam mình qua đây, mình sống với nó luôn. Thì hôm nay sẵn dịp Tết năm nay, nhà Ngọc Yến cũng có một cái thời gian để trang hoàng như thế này, và mong rằng đã giúp được Kelly, giúp được tất cả mọi người vừa có những cái đẹp, những cái truyền thống của Việt Nam mình để mà chụp hình, để mà giữ lại làm kỷ niệm, mà cũng vừa có một cái tấm lòng để giúp cho các em, gây quỹ cho các em. Thì cảm ơn tất cả mọi người và cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ Kelly, ủng hộ nhà hàng Ngọc Yến. Dạ, em cảm ơn chị. Em không dám nhận cái này là Better Future for Kids, hội với bé đến trường, tất cả mọi người cùng đồng hành chứ không riêng gì em đâu. Và em rất vui là được tham gia cùng với tất cả mọi người, đặc biệt cộng đồng của chúng ta. Thì xin mời chị có thể đứng dậy một cái cho mọi người nhìn thấy cái trang phục của chị không à? À, đôi giày này rất là đẹp, rất là hồi xưa. Thì nó rất là phù hợp với cái khung cảnh mà chị đang trang trí. Thì chị có thể cho em hay là những bạn nào mà chưa về Việt Nam biết sơ về những cái ghế với cái bàn thôi là em thấy nó cũng đặc biệt hơn bình thường rồi, thì chị có thể chia sẻ được không? Cái bộ bàn ghế này là người em trai cũng là Trí, là người đầu bếp chánh của ở đây, đã sưu tầm. Cậu ấy rất thích đồ cổ Việt Nam mình, tất cả những cái dụng cụ, những đồ giống như bên đây là cái bàn thờ đó, những cái bình hoa, thì cũng Trí đã nghiên cứu và đi sưu tầm tất cả mọi nơi để đem về đây. Dạ,
Ngoài đó ra thì chị có thể cho em biết những cái đặc biệt gì về những cái trang trí mà trong nhà hàng Ngọc Yến không ạ? Thì tất cả chung quanh nói chung là nhà hàng Ngọc Yến cũng muốn có một cái hình ảnh nó thật sự của Việt Nam mình. Thì em đây là những cái mâm trái cây mà đó là mẫn cầu quýt bưởi thì Việt Nam mình thì đã có rồi. Đây là bánh mứt. Năm nay thật sự thì bánh mứt ở Việt Nam mình, bánh mứt ở đây họ không có làm nữa, thành ra tụi chị kiếm bánh mứt cũng rất là khó. Và để mà trang trí thì đây là hoa cúc và đây là cái mai. Cái mai đã được dựng lên mấy năm liền ở cái tiệm mình rồi. Và đây là cái lò nấu. Đó. À, thì có hai có lửa đỏ nữa chứ. Dạ. Cái này là bỏ đèn Dạ, đúng cái không này là chị? ý kiến cũng của cậu Trí đầu bếp. À, nghĩa Cái là này là làm quá là dạ. câu chi tiết luôn nha. Đó là tất cả những cái món con này là chị mua tại Việt Nam đem qua. Dạ. Cái này là cái gì vậy chị? Cái này là để mình, cái này là cái để mình múc nước đó em. Mình Dạ. múc nước trong gáo rồi mình đổ vào lên nấu bánh. Dạ, Dạ. ok. Thì chị có thể kể cho em một cái kỷ niệm gì chị nhớ khi mà chị còn ở quê nhà? Chị nói là lâu lắm mà chị không về Việt Nam hả? Lâu lắm rồi chị không về. Lâu lâu Thì rồi chị. ba mươi mấy năm rồi em. Cái kỷ niệm của chị thì ngày xưa còn nhỏ, lúc nào mẹ chị cũng dẫn chị tụi chị hè về quê. Thì về quê thì mấy cô mấy bác hướng dẫn cho tụi chị gói bánh, hướng dẫn cho tụi chị làm những cái món ở miền quê và rất là thương tụi chị. Thành ra tụi chị rất là quý, khi mà chiều về thì hay cho tụi chị làm kinh bổng rồi ăn những cái món đặc biệt của miền quê. Đây là cái nồi mà tụi chị nhớ nhất là cái nồi khô khô. Thì ngày xưa tụi chị về quê thì nó giống như vậy. Thành ra những cái ý tưởng đó lúc nào cũng nằm trong cái Ok. Có nghĩa này là dùng để kho thịt. Thành ra những ý tưởng đó lúc nào cũng nằm trong cái tâm hồn của tụi chị từ hồi bé lận. Thành ra bây giờ tụi chị làm tất cả những cái gì mà tụi chị nhớ lại đó. Có nghĩa là không về được Việt Nam thì chị mang Việt Nam qua đây. Đúng, tụi chị là hứa là sẽ sống với Việt Nam như thế này hoài luôn không? Thì em biết là nhà hàng Ngọc Yến là được vote một trong một nhà hàng một một trong 100 nhà hàng được vote cao nhất ở Canada luôn, đúng không chị? Chị có thể nói thêm về cái đó không ạ? Nhà hàng Ngọc Yến thì được chọn, bình chọn, được gieo gieo bình chọn là cái nhà hàng nằm trong danh sách 100 nhà hàng ngon nhất của Canada. Cả Canada luôn chứ không phải Cả riêng là Toronto. Canada. Nhưng mà tụi chị thì mỗi năm đều được hết, nhưng mà mấy chị em mình thì rất là khiêm tốn, không có muốn nói cho ai biết hết. Thì hôm nay thì chị chỉ mới nói là nhà hàng Ngọc Yến có lần năm 1900 ô năm 1219 đó, thì tụi chị năm 1219 tụi chị được cái nằm trong hạng thứ bảy của 100 nhà hàng. Nằm hạng thứ bảy 100 nhà hàng của Canada luôn. Và năm nay thì bị cái vấn đề mà bị mùa dịch đó, thì nhà hàng nó hơi xuống chút xíu, nhưng mà nó vẫn nằm trong cái danh sách 100 nhà hàng của Canada. Và khách thường của mình là người Việt thôi hay là sao chị? Khách thường của mình á là tất cả các nước em, international, giống như là đủ đủ thứ nước tới hết, mà tự động họ quảng cáo dùm cho mình. Thành ra tụi chị cũng không có cần quảng cáo nữa. Mỗi người ở đây họ có những cái kỹ thuật, em biết về vấn đề website thì rõ đó, Facebook, họ Twitter thì họ quảng cáo cho mình, thành ra mình không cần làm. Nhưng mà rất là đông, rất là đông. Như vậy thì chị có thể cho em biết cái món nào của nhà hàng Ngọc Yến mà khách tới là order nhiều nhất?
món đặc biệt của cái nhà. câu của em nói á, thì có rất rất là nhiều người mà người lần đầu tiên tới đây đều nói như vậy, đều hỏi chị như vậy. Nhưng mà chị thì chị sẽ nói là khách cứ mọi người cứ thử qua một lần, và mình cũng không thể nào nói được món nào ngon hết, tại vì chị bán thì tất cả đều giống nhau hết. Yeah. Cái số lượng nó giống nhau hết, thành ra cái món nào đối với chị, đối với khách mà chị sợ ra đó thì nó đều ngon hết. Nhưng mà chị không dám nói như vậy. Yeah. Nhưng mà chị cũng khuyên, chị cũng có ý kiến khuyến khích khách là trở lại ăn lần nữa để thử các món khác và yeah. coi món nào họ hài lòng hơn. Yeah. Thì tất cả mọi người đều vui để mà trở lại thử hết toàn bộ cái menu. Dạ. Và người ta cũng cảm thấy rất là happy tất cả mọi món luôn. Dạ. Dạ, nhưng mà mình không có dám tuyên bố. Dạ, thì cái đó là câu trả lời rất khéo, là nghĩa là mình cứ chọn cái món mình thích đi, rồi sau muốn thử những món khác thì bữa khác tới. Dạ, tiếp. Dạ. Dạ. Dạ, thì ở đây cũng là một cái khung cảnh rất là đẹp chị. Chị có dạ. thể nói thêm về đây cái khung cảnh là khi thường á, người chị mua chuối. Chuối thật hay chuối giả vậy? Chuối thật đó em. Dạ. Tụi chị mua chuối sống, rồi tụi chị để như vậy vừa chưng xong, khi mà nó chín lên thì tụi chị đem làm một cái món mà chuối chiên. À, ở đây có chuối chiên. Dạ, cái món tráng miệng mà chuối chiên, mà chuối chiên rất là ngon. Ở đây nổi tiếng là tráng miệng chuối chiên. Dạ. Dạ. Ok, vậy em đã tới rồi trong món. Rồi, cảm ơn em. Dạ, món chuối chiên. Rồi cái khung cảnh này là tại sao phải ngồi như thế này? Thí dụ những người như em sanh lớn lên ở đây thì không hiểu cái trang trí này là vì sao chị? Cái này là chiếc chiếu miền quê của mình. Khi mà về ở quê á, thì thật sự ra mình trải trên chiếc chiếu trên một cái phản, em gọi là cái phản, nó nằm trên cái bộ nó kêu là đi văn gì đó. Dạ. Thì nằm ở trên cái đó thì mình trải cái chiếu lên, rồi mình gói bánh, mình làm tất cả những cái buổi tiệc, những cái buổi họp mặt á, là mình ngồi trên chiếu hết. Dạ. Có phải vì nóng quá cho nên ngồi cho mát không chị? Chiếc chiếu là giống như là ở đây là người ta trải một cái gì đó nó đẹp, nó trang trí cho cái miền quê mình chứ không phải nóng em. À. Dạ. Ok. Tại vì em thì không biết những cái phong tục này, em cứ tưởng rằng tại vì em về miền Tây thì em thấy nóng quá, cho nên em cứ nghĩ rằng là lót cái này ngồi cho nó đỡ nực. Thường á, người ta ngồi á, người ta phải có chiếc chiếu, tại vì ngồi trên cái bộ sao một cái bộ cái nó gọi là cái phản á, và ngồi trên đó thì cái mồ hôi của mình nó làm ướt cái có thể là dạ dạ. Thành ra mình cứ ngồi trên cái chiếc chiếu là nó thoát hơi, nó nằm, nó cũng phải nằm trên chiếc chiếu nó thoát hơi. Ok. Dạ, còn cái ghế này sao chị? Cái ghế này là của mấy người lớn tuổi em, mấy người lớn tuổi mà ngồi xuống thấp không được á. Dạ. Họ cần có cái ghế này, gọi là cái ghế cái đẩu, cái đẩu ngày xưa. Dạ. Dạ. Còn cái này là em nhớ là cái gánh đúng không chị? Cái này là cái gánh em, cái dạ. gánh này, cái này là cái đòn gánh. Dạ. Dạ. Rồi ngoài đó ra thì còn trời cái gì về trang trí chị có chia sẻ với em và những người đang xem không? Cái này là cái giỏ đệm nha. Cái dạ. này là cái giỏ đệm, mình giỏ đệm là người ta xài rất là nhiều ở miền Nam mình. Dạ. Để làm gì chị? Đi chợ em tất cả những cái gì cũng có xài bằng giỏ đệm hết. Giỏ đệm. Dạ, dạ. Em không biết. Để người ta già dạ, người ta thắt lại ra lấy già người ta xài. Dạ. Và đây là cái mấy cái đồ hồi xưa mình hay cái hộp, cái này là của mấy ông bà mình để may vá. Dạ. Dạ, để cho anh chị trang trí chi tiết quá ha, cả cái đồ lên cũng mọi người trong dạ. Dạ. Ủa, may vá đó. Dạ. Em thường thường thấy rằng là Tết ưa có hoa hoa này là vì sao vậy chị? Hoa cúc thì chị cũng không biết, chị không thật sự thì lúc đó mình còn bé lắm, về hoa này nọ thì mình không biết. Với lại ở quê mình đó thì thường có không có hoa cúc nhiều mà thường là hoa mai. Thì hoa cúc thì ở thành phố nhiều hơn. Dạ. Dạ.
Rồi em một lần nữa thì cảm ơn chị đã chia sẻ, tại vì riêng bản thân em với những bạn trẻ lớn lên ở đây thì cũng không rành về những cái này. Hôm nay được chị chia sẻ thêm rất là thú vị. Đây đây là cái nếu mà em nhìn cái này thì em không biết cái gì đâu, nếu Không mà biết. Dạ. đây là một cái bình trà làm bằng cái trái Khô đẹp dừa nha quá em, trái dừa khô nha, ha. mà ở đây người không ai biết đâu, người ta làm bằng tay đó. Thì ở Dạ. đây là cái miếng này người ta cũng may bằng tay đó, người ta để giữ bình cho nó nóng, bình trà cho nóng. Cái này chị mua ở đây ở Việt Nam. Cái này ở Việt Nam lúc mà chị đi chị đem theo. Dạ đi Nghĩa là nó lâu lắm rồi. lâu lắm rồi, Nghĩa là cái lâu này. lắm nó trước khi chị mở tiệm. Wow. Dạ cái này là cái bình trà ha. Dạ. Rồi khi mà em đây đây là cái trái trà, cái dừa nhá, Wow, chắc vừa thật. dừa thật, dừa À, thật á. đẹp quá ha. Rồi cái em ngày xưa mình chỉ có cái bình này để mà giữ nóng thôi, giữ cho bình trà nóng. Dạ. Dạ. Wow, hay quá ha. Dễ thương lắm. Quá dễ thương luôn. Dạ. Có những cái món mà rất là đơn giản mà rất là mộc mạc, nó dễ thương, nó đúng với cái sự suy nghĩ, cái ý kiến, sáng kiến của người Việt Nam mình đó, người miền Dạ. quê, mà nó rất là công dụng nữa. Còn cái đèn này sao chị? Cái đèn này là đèn dầu, em đèn dầu này tí ở cũng sưu tầm mua ở đây chứ không phải là chính thức của ở Việt Nam, nhưng mà nó cũng tương tự của dầu Việt Nam mình. Dạ. Dạ. Dạ, bữa nay thì được hiểu biết thêm về phong tục Việt Nam. Một lần nữa xin cảm ơn chị Yến và chị Tính đã năm nay có duyên để giúp cho tụi em mượn chỗ để mà gây quỹ chụp hình. Thì trong tuần này, thứ ba, thứ năm, thứ sáu thì tụi em sẽ có post trên Facebook để mà có schedule cho gia đình nào mà muốn book appointment để tới đây chụp hình, thì sẽ chụp hình những khung cảnh này và có trang phục cho thuê nữa. Thì rất cảm ơn chị Yến và chị Tính đã đồng hành cùng hội với bé đến trường. Dạ. Không có gì em, chỉ rất mong là mọi người ở đây đến thưởng thức cái phong cảnh Việt Nam mình, và Ăn những món cũng ăn Việt Nam nữa. cái đó thì mọi người nghĩ tính sau, nhưng mà chị thì chị rất muốn là người Việt Nam mình luôn giữ cái phong tục Việt Nam mình, những cái vẻ đẹp của dân tộc mình, mặc dù qua bên đây nhưng mà mình phải hãnh diện những cái gì mà mình có, những cái dân tộc, những cái truyền thống của dân tộc mình đã cư mang, thì mình phải hãnh diện với nó, mình phải đem nó ra để trưng bày cho người nước ngoài thấy, và mình cũng phải giữ gìn với cho mấy đứa em bé sau này để mà hiểu được cái cuộc sống của mình, của ông bà mình ngày xưa như thế nào. Em tụi em rất quý các anh chị đi trước. Nhờ có các anh chị đi trước vẫn duy trì, vẫn bảo tồn cái văn hóa thì những thế hệ của tụi em như sau mới có cơ hội biết được. Thì rất cảm ơn chị nhiều và xin chúc nhà hàng Ngọc Yến và chị và gia đình chị luôn nhiều sức khỏe và năm mới nhiều mọi sự tốt lành và làm ăn thành công nha chị nhé. Chị cảm ơn em Dạ. nhiều. Dạ, Dạ xin cảm cảm ơn ơn tất chị. cả mọi người. Dạ. Dạ. Hi everyone, so that was my little talk with chị Ngọc Yến. Very sweet, very generous, very kind lady that I've known in the community for a long, long time. Besides being a restaurant owner and cooks really well, she's also a very good singer. So please, I will be posting more information on our charity photo shoot. We will be doing some photo shoots here for families who wants to wear traditional outfits, the áo ngũ thân, áo dài. We will be doing family photo shoots so that you can capture these beautiful scenery with your family this
Lunar New Year. So I'll post more information tonight. Please follow my Facebook and Better Futures for Kids Foundation Facebook to know more information. And once again, thank you to all the volunteers, everyone behind the scene. Too bad they can't make it out today because it's stormy snow outside and it's late now. So they can't make it, but we have a great team, volunteers that help us out with this whole event. And we will be having our fundraiser this Sunday as well. But during the week, this week, we will be doing some photo shoots here to raise more money for the children in need in the mountains. So once again, thank you so much. Chúc mừng năm mới, everyone who's watching. And especially, I want to shout out to all the donors, tất cả quý ân nhân đã ủng hộ chương trình bánh Tết yêu thương và bánh chưng yêu thương. Mùa Tết này thì thật sự buồn hơn những năm trước rồi, tại vì mùa dịch thì chúng ta không thể tổ chức những lễ hội, những hội chợ Tết và chúng ta không gặp được nhau. Nhưng mà qua những cái chương trình nhỏ như thế này thì Hội Better Future for Kids mong rằng có thể mang lại một chút xíu không khí của mùa Tết cho những anh chị em, quý ông bà xa quê hương, và đồng thời cũng gây quỹ giúp cho những trẻ em đang cần sự giúp đỡ ở quê nhà. Cho nên xin cảm ơn các bạn đã theo dõi nãy giờ và xin hẹn gặp các bạn trong tuần nhé. Các bạn nào mà muốn chụp hình gia đình thì xin nhắn tin cho Kelly để book appointment. Nếu có những photographer, nhiếp ảnh gia nào mà có thời gian có thể đồng hành và giúp đỡ thêm cho Kelly, tại vì Kelly chụp hình thì cũng còn yếu lắm, cho nên nếu mà anh chị nào mà chuyên gia chụp ảnh mà có thể giúp được Kelly thêm một tay để có những hình ảnh thật đẹp cho những gia đình, những các khách, những quý ân nhân ủng hộ thì xin cũng cho Kelly biết. Không có sự giúp đỡ nào là nhỏ bé cả. Và riêng một mình hội, riêng một mình Kelly không thể làm hết được. Rất cần sự đồng hành của tất cả mọi người và đặc biệt cộng đồng yêu dấu của chúng ta. Rồi, một lần nữa xin chúc các bạn một buổi tối an lành và xin hẹn gặp các bạn trong những video khác nhé. Xin chào các bạn. Bye bye.